Watford với Newcastle lúc 21 giờ ngày 25 tháng 9, vòng 6 ngoại hạng Anh Premier League 2021/22. Ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu, nhận định bóng đá đêm nay Watford với Newcastle. Không đến một với tư cách tân binh Premier League mùa này, Watford hẳn không mong gì hơn ngoài trụ hạng thành công. Sau 5 vòng đầu tiên, Watford đã kiếm được 6 điểm quý giá từ 2 chiến thắng trước Aston Villa và Norwich, qua đó giúp toàn đội phần nào duy trì được tự tin và tinh thần. Giữa tuần vừa rồi, Watford đã quyết định buông sân chơi phụ cúp Liên đoàn Anh để có thể dồn sức tối đa cho đấu trường Premier League khi chấp nhận thua đội hạng nhất Stoke 1-3 ngay trên sân nhà. Vòng này, Watford đón tiếp Newcastle, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh và có bề dày truyền thống hơn họ. Tuy nhiên, chiếc chòe đang có bản dạo đầu rất không ổn, báo hiệu một mùa bóng sóng gió mà nếu không cẩn thận, Newcastle sẽ phải rơi vào cảnh rớt hạng. Cho đến giờ, Newcastle mới thâu tóm được 2 điểm và đều trên sân nhà chứ 2 vòng sân khách. Newcastle đều thua cách biệt 0-2 trước Aston Villa và 1-4 trước MU. Không chỉ thua kém về phong độ hiện tại mà Newcastle còn tỏ ra lép vế Watford trên phương diện đối đầu. Có lẽ nhiều người hẳn cảm thấy bất ngờ nếu biết rằng Watford thắng tới 7/10 màn đụng độ mới nhất giữa đôi bên đều trong các giải chính thức và Newcastle chỉ thắng 1. Tuy nhiên không hiểu sao Watford vẫn không được giới cầm cân này mực đánh giá quá cao khi chỉ họ chấp Newcastle có -1/4, mức tỷ lệ rõ ràng không hề khả quan.